VT News, kênh YouTube tin tức dành cho người Việt. Chào mừng các bạn đến với kênh VT News. Sau đây là phần tin. Đây là lý do bạn nên đeo một sợi chỉ đỏ trên cổ tay. Bạn đã nhiều lần nhìn thấy sợi chỉ đỏ trên cổ tay của ai đó. Bạn có bao giờ tự hỏi chúng có tác dụng gì không? Từ thuở xa xưa, người ta đã tin rằng sợi chỉ đỏ bằng len có thể cứu và bảo vệ bạn trước bất kỳ lời nguyền nào. Nhiều nền văn hóa trong đó có Việt Nam cho rằng, thông qua buồng ngải hoặc chú ếm, một người có thể gây hại cho người khác, gây ra tổn thương về sức khỏe hay thậm chí là cái chết. Để chống lại buồng ngải hoặc chú ếm, nhiều người đeo sợi chỉ đỏ trên cổ tay. Sợi chỉ đỏ hiện diện trong phong tục của người Do Thái, đặc biệt là người Kabbalist, Phật giáo và Hindu. Sợi chỉ đỏ được tin là sẽ xua tan vận rủi. Trong ngôn ngữ Do Thái, nó được gọi là Rote Binde và thường được làm từ sợi len mỏng. Nó được mang ở cánh tay trái như vòng tay. Người ta tin sợi chỉ đỏ có sức mạnh thần kỳ, mang đến vận may mắn và bảo đảm người đeo nó nhận được sự bảo vệ của Thượng Đế. Một số người Do Thái do lo ngại ảnh hưởng xấu của lời nguyền có phong tục truyền thống là cột sợi chỉ đỏ vào giường cũi của em bé với hy vọng nó sẽ xua tan lời nguyền và bảo vệ trẻ khỏi ma quỷ. Với người Hindu, sợi chỉ này được gọi là Kalava hay còn được gọi là Mauli theo tiếng Hindu. Người ta sẽ đeo sợi chỉ đỏ này trong quá trình thực hiện các nghi lễ Hindu như Jaina hay Puja. Nó sẽ được một giáo sĩ cột vào bàn tay của người tham gia nghi lễ. Kalava được cột vào bàn tay phải của đàn ông và phụ nữ chưa kết hôn và tay trái của người phụ nữ đã kết hôn. Vì sức mạnh thần bí của chúng, nhiều ca sĩ và ngôi sao điện ảnh như McDonald, Michael Jackson, Rosie O'Donnell, Lindsay Lohan, Ashton Kutcher, Britney Spears, David Beckham và Victoria Beckham, Mandy Moore, Rihanna, Paris Hilton đều đeo sợi chỉ đỏ ở nơi cổ tay. Bây giờ nếu thấy ai đó đeo sợi chỉ đỏ trên cổ tay, bạn đã biết ý nghĩa của nó rồi đấy nhé. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm bản tin của chúng tôi. Mời bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.